Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn phường Nại Hiên Đông, trong những ngày qua, Công an phường cùng các đơn vị liên quan đã nhanh chóng kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch ở cấp độ cao nhất. Nại Hiên Đông đang là phường có số ca mắc COVID-19 cao nhất và đặc biệt là có diễn biến phức tạp nhất trên địa bàn quận Sơn Trà. Nên những ngày qua, Công an phường cùng với các lực lượng liên quan đã triển khai một loạt biện pháp mạnh trong việc kiểm tra, giám sát địa bàn. Ngoài việc đảm bảo chủ trương nội bất xuất, ngoại bất nhập tại các chốt kiểm soát, thì công tác tuần tra, giám sát việc người dân thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách xã hội theo chỉ thị 05 của thành phố cũng được đặt lên hàng đầu. Công an phường đã phối hợp các lực lượng dân phố, dân phòng và quân sự triển khai thiết lập hai chốt mềm tại ngã ba đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Lộc và Bồn Binh, cầu Tuần Phước. Cùng theo đó là 21 chốt cứng. Thì đồng thời, công an phường cũng đã triển khai lực lượng tuần tra 24/24 để tuyên truyền vận động nhân dân. Qua công tác tuần tra, kiểm soát, nhiều trường hợp cố tình vi phạm như ra đường khi không thực sự cần thiết, không mang khẩu trang đã bị lực lượng công an phường xử lý nghiêm. Còn với những trường hợp chưa nắm rõ chủ trương của thành phố thì được nhắc nhở, phân tích để người dân hiểu, không tái phạm. Mua bà của em mới vừa đó, lương thực, thực phẩm nó đã hết. Thì em không biết giá tờ giấy, em chạy về nhà là em lấy nước, lấy thức ăn. Rồi, chạy về nhà lại để cho vợ con em ngồi nướng ăn. Rồi, nhưng mà anh phải chấp hành quy định, chứ quy định là mình ở tổ dân phố, mình có tổ trưởng, tổ phó. Anh phải liên hệ với những người như vậy, trong địa bàn vùng có dịch mà. Đó, chứ không ai làm khó khăn anh trong cái vấn đề này hết á. Được chưa? Nhưng mà tổ dân phố có tình nguyện viên, họ có việc đi mua đồ ăn rồi giao nhận dân tại điểm cung ứng. Chứ không phải là mình từ đi, mình ra khỏi nhà như thế này được. Với những biện pháp mạnh, quyết liệt của các lực lượng chức năng, cùng với đó là ý thức chấp hành của người dân trong việc thực hiện các quy định của thành phố, hy vọng dịch bệnh trên địa bàn Nại Hiên Đông sớm được kiểm soát, qua đó góp phần cùng thành phố Đà Nẵng đẩy lùi dịch bệnh, sớm để người dân trở lại cuộc sống bình thường, qua đó thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa chống dịch hiệu quả.